Xin chào tất cả các bạn. Và ngày hôm nay thì Đông lại không chia sẻ cho các bạn về bất kỳ chủ đề nào, nhưng Đông đã mang đến cho các bạn về một thông tin cực kỳ hữu ích. Và đó là một trong những chương trình cực kỳ tâm huyết của Đông. Trong gần một tháng qua Đông đã thiết kế ra nó. Và chương trình này Đông muốn cho đi thật lớn với những cái trải nghiệm, với những cái kinh nghiệm và kiến thức trong 4 năm làm việc. Đông muốn cho đi các bạn để các bạn phát triển bản thân, hoàn thiện bản thân ở một phiên bản tốt hơn. Và chương trình này sẽ phù hợp với những ai đang gặp phải một số vấn đề như sau. Nếu bạn chưa thực sự hiểu bản thân mình, chưa biết điểm mạnh, điểm yếu để lựa chọn con đường đi trong tương lai phù hợp. Nếu mà bạn muốn hiểu vợ mình, chồng mình để có thể nuôi dưỡng và phát triển hạnh phúc gia đình. Nếu mà cha mẹ không hiểu về con cái, muốn đưa ra một cái phương pháp nuôi dạy con hiệu quả nhất. Nếu mà anh chị đang là sếp, anh chị muốn hiểu nhân viên, muốn phát triển tiềm năng của nhân viên. Và nếu anh chị và các bạn muốn tìm ra được cái sức bình an bên trong của bản thân mình, muốn phát triển con người của mình, muốn hoàn thiện con người của mình ở phiên bản tốt nhất, thì đây là chương trình rất phù hợp với anh chị. Và tại chương trình này các bạn sẽ tìm ra lẽ sống của bản thân, các bạn sẽ tìm ra sở thích, tố chất của bản thân mình, các bạn sẽ hiểu người khác hơn, hiểu về con của mình, hiểu về vợ của mình, hiểu về chồng của mình, hiểu về nhân viên của mình, hiểu về sếp của mình và hiểu về đồng nghiệp của mình. Đó là những cái mà các bạn có thể nhận được trong cái chương trình này. Và lời cuối cùng thì Đông xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video lần này và nhớ là đăng ký dưới link ở dưới mô tả nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.